Xin chào mọi người, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài Cable Lateral Raise. Và bài này thì nó sẽ tập trung chủ yếu vào phần vai giữa. Và bây giờ thì bạn Hoàng My sẽ thực hiện bài Cable Lateral Raise. Các bạn hãy chú ý là đặt dây cáp dưới thấp, giữ chặt xương bả vai ở phía dưới, giơ tay từ từ lên. Một số lỗi các bạn hay gặp phải đó là giơ tay quá cao, khiến mất đi hiệu quả của bài tập. Và đồng thời là dùng đà của thân người quá nhiều để tập.